Tên là TK Bonsai, xin kính chào quý cô chú anh chị. Và hôm nay cũng tiếp tục trở lại với nhà vườn của Thúy An ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Review một số cây bằng lăng và một số cây bonsai mini, giá cũng hơi nghị nha. Rồi bây giờ xin mời quý cô chú anh chị cùng giao lưu với nhà vườn Thúy An. Rồi chào Thúy An, Thúy An ơi. Em mến chào cô chú bác anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Hôm nay em về một số mặt hàng mới như bằng lăng rừng ha, cẩm thị, cần thăng, linh sam siêu bông, mai thái và cây mua thái nha cô chú anh chị. Cây mà số 1G đầu tiên em giao lưu là cây bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Thì đợt này em về cái dáng một cốt nha, cây khá chuẩn khá đẹp ha, để cho cô chú anh chị mình chơi cho hàng nó phong phú thêm nha. Hàng này em giao lưu cũng khoảng 2 năm rồi cho nên cô chú anh chị mình khỏi lo ha, thông tin và sự sống của cây đều có trên YouTube và em thì bao sống cho cô chú anh chị mình 2 tháng đối với cây bằng lăng rừng ha. 75 là chiều cao cây. Bể trước và sau đều rất là đẹp nha, cây hiện tại đâm chồi sống khỏe. Cây cốt này thì không có lũa nhiều nha cô chú bác anh chị, bao da rất là mạnh rồi. Rồi tổng bề em đo là 80 hoành. Nè, nhìn cái mặt cắt của nó bao da như thế này nè. Đó, sự sống của cây đã khá là ổn định rồi ha. Khi vận chuyển về thì cô chú bác anh chị mình trồng với cái giá thể mới của mình nha. Thì bầu này cô chú anh chị mình để nguyên rin đi ha, phủ giá thể lên cao cao giùm em. Từ từ cây khỏe khoắn đâu đó đàng hoàng rồi mình hãm môi ra ha. Bao thì tự động sẽ phân hủy. Rồi cây mã số 1G em giao lưu toàn quốc với cô chú anh chị mình, giá 1.500.000 đồng, bao trọn bộ phí ship tận nơi nha. Mình được kiểm tra hàng trước khi nhận, đúng cây hàng mình nhặt thì mình nhận giúp shop ha. Còn đối với những cây này nặng nặng mà giá cũng hơi cao cho nên trước khi đi thì cô chú anh chị mình cho em xin cọc khoảng 100-200 nha. Rồi chiều cao của cây 70, cây khá là đẹp nha cô chú anh chị, rất là nặng nên phí ship của em cũng khá là cao ha, hàng cồng kềnh nha. Đây lọc chồi ra rất là mạnh rồi, em bao sóng cho cô chú anh chị nữa cho nên mình an tâm ha. Về mình có thể ghép với tường vi hoặc là bằng lăng thái, cây nó sẽ cho xiên hoa hơn nha cô chú anh chị. Rồi bệ tổng em đo là 110, bầu dâm ủ bằng tro nha, đã xả muối rồi ha cho nên sức sống của cây ổn định rồi. Bầu này bầu làm cho nên vận chuyển hàng hóa nhiều nặng nên nó sẽ rớt ra một ít ha, cho nên cô chú anh chị mình về ấm lên cao cao trồng giúp em nha. Rồi cây này em giao lưu với giá là 1.700.000 đồng tận nơi ha, mã số 2G. Số điện thoại của em là 0939700449, cũng là số Zalo liên hệ hàng ngày nha. Chú vô đường này nè. Mã số 3G. Rồi cây này giá giao lưu là 900.000 đồng, mỗi cây mỗi dáng mỗi thế ha, cây nào nó cũng có một cái nét đẹp riêng của nó nha cô chú anh chị. 59 là chiều cao của cây, bên em bao sóng toàn bộ những cây này nha, còn cây miền Tây thuần chậu thì em bao sóng cho cô chú anh chị mình một tháng ha. Rồi tổng bệ như thế này em đo ha, 75 đó. Khi mà mình chăm cây đủ sức sẽ tự động cho hoa luôn nha, và cây nó sẽ làm lại đợt hoa mới vào một mùa hè trong năm ha. Mình ghép với tường vi hoặc bằng lăng thái, cây nó sẽ giá trị và đẹp hơn rất là nhiều nha. Đó, cây bao da rất là mạnh rồi ha. Rồi cây này giá giao lưu là 900.000 đồng, bao trọn bộ phí ship nha. 3G. Cây thân đặc ha, mình có thể tự động tạo lũa nha. Mà số 4G. Đó, cây này lũa thân nè, cây dáng bay khá là đẹp nha cô chú anh chị. Mẹ hơi nó ngã. Chiều cao cây em báo 60. Rồi vững rồi. Đó, cây dáng bay khá là đẹp ha. Này vận chuyển em bó dạng phôi cho nên có thể là chồi nó sẽ bị dập trong quá trình vận chuyển nha cô bác anh chị. Đây, lũa thép cứng hết trơn rồi nha. Tổng bệ em đo ha. Tổng bệ em đo là 110. Cây rất là nặng và hàng cũng khá là đẹp ha.
Lũa này cô chú anh chị mình về tạo lại, còn không thì chơi nguyên thủy vậy cũng rất là ok ha. Hoa bằng lăng tím, khai thác miền núi rừng nha. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị giá 1.900.000 đồng tận nơi. Cây mạ số 4G, số điện thoại liên hệ của em có nằm dưới miêu tả YouTube là 0939700449 nha. Cây mạ số 5G là hàng cẩm thị nha. Cẩm thị này thì cô chú anh chị mình cũng có thể search trên Google ha, thông tin của cây đều có ha. Hoặc là muốn biết trực tiếp ở em cũng có thể cho cô chú anh chị mình thông tin nha. Có gì thì cứ hỏi em ha. Chiều cao cây ha, do cây bay cho nên cao, không cao, 20. Cẩm thị nha cô chú và anh chị. Đây, tổng tán này là 70. Rồi, cái thân này em báo một cốt tại vị trí này nha. 19 ha. Đó. Bầu này cô chú bác anh chị mình về sang qua cái bầu mới thì có thể gỡ bỏ cái bầu bớt tí xíu ha. Cẩm thị này có trái nha. Trái nó cái màu màu cũng tựa tựa như Sabuche ha. Vòm tán bay khá là đẹp nha. Rồi cây cẩm thị này em giao lưu với giá là 900.000 đồng. Rồi, cây cẩm thị mã số 6G. Rồi cây này giá 800 nha. Chiều cao của cây em báo 34. Em có được 2 cây hà nha cô chú bác anh chị. Rồi, tán ngang như thế này là 68. Hàng này mình về chơi bonsai ha. Cái này keo người ta tho lên cho nó mau liền sẹo sống khỏe nha. Còn cái da của nó, thịt của nó thì là màu trắng như thế này nha, chứ không phải là màu đen này nha. Đây, nó có những cái mặt cắt như vậy nè. Thì cô chú anh chị mình lưu ý xem giùm em ha, để về nhầm khi cái mình nói cái cẩm thị cái nó đen, cái da của nó ngoài màu đen. Rồi, thân ở bên đây em đo là 13 hoành, ở dưới đây thì liền đế nha. Tình trạng cây làm sao thì em báo y gan vậy ha, cô chú bác anh chị mình lưu ý xem và nghe thông tin em báo nha. Đó, kích thước thì em đo toàn bộ là công khai trên YouTube hết. Đó, cái bầu ghim cho nên cũng khá là nặng nha cô chú bác anh chị. Rồi, 6G, một trực một bay, giá giao lưu là 800.000 đồng toàn quốc ha. Số điện thoại của em 0939700449 nha. Em nhiều mặt hàng phong phú cho nên cô chú ơi bác anh chị mình xem clip thì xem hết clip, nhiều có nhiều cây mình ưng ý mình chọn ha. Mà số 7G, đây là khế chua ghép với khế nhật siêu trái siêu bông nha. Hàng này thì cho hoa lưu liên nha, không quanh không theo mùa ha. 60 là tổng chiều cao của cây. Hết đợt này cây sẽ làm đại lực mới ha. Rất là xiên trái cho vị chua nha cô chú bác anh chị. Phun tàn em đo ha, 70. Một cốt rất lớn ha. Cây này thì người ta ghép 4 mắt nha. Tán tròn đều và hiện tại tán của nó phát triển cũng khá là mạnh ha. Cho nên cô chú bác anh chị mình an tâm. Cây nó sẽ mau phát triển và tàn nó sẽ ấm theo thời gian. 7G nha. Rồi, em đo tại vị trí trên đây là 46 hoành. Tại vị trí dưới đây là 70 hoành. Đó. Khế này thì em báo là bó bầu nha, không bao gồm chậu ha, rất là dở nha. Chậu này nó cũng không có giá trị nha, mua chừng vài chục ngàn một cái thôi nha cô chú bác anh chị. Về mình sang qua cái chậu mới ha, cây nó lên thẩm mỹ nhiều nha. Được 4 mắt ghép nha. Đó, siêu trái, siêu bông. Mã số 7G. Và giao lưu với giá là 2.300.000 đồng toàn quốc nha. Cây rất là nặng và hàng cồng kềnh cho nên phí ship cũng khá là cao. Cho nên chốt hàng đối với những cây bự bự thì em không có giảm được cho cô chú anh chị mình nhiều ha. Tại vì giá em báo rất là sát so với những cái nhà vườn khác. 8G nha, cây đà mây chua miền Tây. Đã từng có trái rồi nha cô chú anh chị. Chăm đủ sức thì cây sẽ cho trái trở lại ha. Me chua nha. Tổng tàn em đo 58. Chiều cao của cây 20 ha. Đó, cây tàn đổ ha, khá đẹp nha. Me rất là già rồi ha.
chi cốt đủ tán đủ tàn hết rồi nha. Rồi em đo thân ha. Thân cây tại vị trí này là 20 hoành. 8G. Vận chuyển đường xa hầm cây thì cây này thì nó rất là dễ vàng và rụng lá nha. Trong thời gian mình lấy lại tàn thì để trong mát túi nước giữ ẩm giùm em ha. Dưới bóng râm cũng khá là ok nha. Được không? Me chua nha cô chú bác anh chị. Rồi 8G giao lưu với giá là 1.500.000 đồng toàn quốc ha. Không bao gồm chậu nha. Số điện thoại của em cô chú anh chị mình lưu ý dưới YouTube là 0939700449 ha. Số đó cũng là số Zalo liên hệ nha. Đây là cây linh sam siêu bông, dáng đẹp đế đẹp nha. Rồi chiều cao cây 35. Tổng tàn rộng em đo là 44. Cây hiện tại đang hoa nha. Mình mua về thì cứ để tự nhiên, cây nó sẽ cho một đợt hoa tiếp tục ha. Đây, siêu bông siêu nụ luôn. Cái này cây nó chưa lên rộ ha, do em để tự nhiên chứ không xử lý nha. Rồi, như thế này em đo là 12 hoành. Đó, đế này của chú bác anh chị mình dầm kỹ ha. Rồi, cây siêu bông này em giao lưu với giá là 700.000 đồng. Cô chú anh chị mình nhìn giá nhìn cây thì biết em báo giá rất là sát rồi ha. Bao phí ship và những cây bonsai như thế này em đóng thùng mốp đi nha cô chú bác anh chị. Rồi, cây này giá cũng là 700 luôn nha. Rất là rẻ. Chiều cao cây 33. Rộng tàn của cây là 50. Hiện tại lá hơi vàng như thế này nè, cô chú bác anh chị mình nhận cây để mát. Tưới nước ẩm vừa thôi nha. Ẩm quá thì cây nó cũng sẽ không có tốt ha. Là cây nó sẽ cho hoa lại bình thường nha. Rồi, 13 là hoành thân của cây. Đó. Chi tán rất là đều rồi. Đặc biệt cái là vô dây sẵn hết cho cô chú anh chị mình nè. Về ôm theo cái form này rồi tỉa tới thôi ha. Rồi, 700.000 đồng. Giao lưu toàn bộ. Phí ship luôn. Nhận hàng được kiểm tra luôn ha. Đúng cây mình chọn thì mình nhận giúp em nha. Nhưng mà đặc biệt thì cô chú anh chị phải chọn cái clip mà em đang phát như thế này nha. Đúng mã nha. Đúng cái chữ cái phía sau ha. 55 tổng tán em đo. Chiều cao cây em đo là 30. Siêu bông nha. Một dòng siêu bông. Nè, nụ nó đang lên nè. Đó, cái dòng này là đang lên nụ hết trơn rồi nha. Mình về để tự nhiên là cây nó nụ nó tự phát triển ha. Tại vì cái này là em đang để đặt bông tự nhiên nè. Thân thì co lắc ha, khá đẹp. Hoành thân là 11. Đế nở nha. Ok, 700.000 đồng em ship tới nơi luôn ha. Rồi giá giao lưu 700 nha. Số điện thoại của em 0939700449 nha. 12G cũng là 700 luôn. Giá rất là sát nên em không giảm được ha cô chú anh chị, mong cô chú anh chị mình thông cảm nha. Chiều cao cây 34. Em không có thách cho nên 48 tổng tán ngang. Cho nên giá em không có giảm được như người ta ha. Giá báo khá mềm, cây cũng khá đẹp nha cô chú bác anh chị. Rồi, quanh thân cây em báo tại vị trí này là 10 hoành nha. Đó. Đường thân cây khá là đẹp nha cô chú bác anh chị. Bữa nay em lên lô cây này khá là ưng mắt ha. Cây cũng rất là già cây chứ không phải non nha. Dòm kỹ giùm em ha. Tại vì lâu lâu em mua được lô giá rẻ thì em báo giá rẻ cho cô chú anh chị mình ha. 700.000 đồng nha. Mã số 12G. 13G. Rồi, chiều cao của cây 40. Cô chú anh chị mình lưu ý giùm em ha. Tại vì nếu mình coi trên TV thì cây nó quay sát cận thì mình cảm thấy nó lớn. Nhưng mà kích thước em đo rất là chính xác nha. Tán ngang 50. Cái hàng này thì rất là dễ để hoa nha. Cây đang tươi tốt thì mình muốn để hoa thì mình tiến hành xiết nước hoặc là cuôn tàn giống em vậy nè. Ôm phơm lại. Xiết nước vài ngày là cây nó suy, bắt đầu mình tưới nước lại bình thường. Chính là hoành thân của cây. Củ đế nở tròn ha.
toàn bộ là thừng chậu hết nha. Những cây linh sam này thì về sang qua cái chậu mới, gỡ bỏ cái bầu đen hoặc là tiến hành gỡ bỏ bầu bột ít cũng được nha cô chú và anh chị. 700.000 đồng, giá ship tới nơi nha. Số điện thoại của em là 0939700449. Cây 14G đây là cần cù thăng tiến ha, cây phong thủy, cần thăng bonsai là tên gọi chính xác của nó nha cô chú bác anh chị. Đó, tàn đổ xoắn vòng khá đẹp. Chiều cao cây 20. Tổng tàn em đo 48. Bản thân cây này không hoa không trái nhưng được cái là đế và tàn rất là đẹp quái. Mình có thể ghép với cam hạnh chanh Mỹ ha, cây nó sẽ cho trái và sức sống của cây cũng khá là dài nha. Tổng bệ em đo ha 32 là hoành cũ nha. Đây, vàng tàn cây khá là quái nha. Đó, cũ này thì còn khai thác được nữa nha cô chú anh chị. Giá giao lưu 700.000 đồng. Rồi, cây cần thăng nữa nha. 22 là chiều cao. Tổng tàn đổ của cây 32. Ê, em đo hoành cũ nha. Cũ này là 37. Cũ đế quái nha. Đây, xoay từ từ cho quý chú bác anh chị mình coi ha. Đó, rồi cây như thế này em báo là cũng 700.000 đồng toàn quốc luôn nha. Giá rất là mềm luôn cô chú bác anh chị mình coi cây thì mình biết rồi ha. Về lên cái chậu là bắt đầu cây nó có giá trị lên nhiều nha. Rồi, chiều cao của cây em báo nha 26. Tổng tàn em đo 40. Thân lớn cụ đế quái nha. Rồi, thân này em đo ha 15. Đo cụ đế luôn nha. 37. 16G. Đó, vàng tàn ha. Rất là đẹp nha cô chú bác anh chị. Rồi, cây này em bao trọn bộ phí ship tới nơi cũng 700, mã số 16G. Cây 17G, cây này giá 800. Chiều cao của cây em báo 20. Tổng đổ của cây là 46. Rộng cây tầm khoảng 25 nha cô chú bác anh chị. Rồi, thân này là 13. Đó, cụ đế này là 31. Cụ đế này còn phát triển phía dưới nữa nha, nó còn ẩn nhiều ha. Đó, thân đây em lắc cho cô chú bác anh chị mình dòm ha. Thân cây nu nu khá đẹp luôn nha. Đó, lâu lâu mới có được lô này ha, cũng không còn nhiều nữa nha cô chú và anh chị. Rồi, 800.000 đồng nha, bao trọn bộ phí ship mã 17G, mã 18G cũng là giá 800 nha. Chiều cao cây 19. Tổng tàn em đo 39. Đó, thân đổ vòng khá là đẹp nha cô chú và anh chị. Nuôi được một cây như thế này cũng khá là lâu ha. Cái đường thân của nó thả xuống ha, khá là duyên. Rồi, quanh thân này em báo với cô chú bác anh chị là 15. Rồi, tổng đế em đo 32. Ôm thả vô hòn nông bộ ha. Đó, cụ đế quái nè, chỗ này ha. Rồi, thân này, cây này em giao lưu 800.000 đồng, ship tới nơi. Cô chú bác anh chị mình nếu không tin tưởng thì cứ việc gỡ ra kiểm tra. Đó, 800.000 đồng, mã số 18G.
19G thì clip này em có hai cây mua thái nha. Mua thái này cũng có trái và hoa lớn hơn cây mua thường nha cô chú bác anh chị. Chiều cao cây là 110, tán ngang tầm khoảng 40. Cái này mình về chăm là cây nó sẽ cho hoa trái lại luôn nha. Cái tàn nó chưa ấm về mình chăm sóc thêm tiếp em ha. Hầm cây vận chuyển đường xa thì có thể rụng lá nha. Nhưng cây để mát tưới nước giữ ẩm giùm nha em nha cô chú bác chị. Cái này cốt nhưng mà nó chia ra hai thân ở chỗ cái nạn này nè, em đo gì ha, 6. Thân chính ở dưới chắc khoảng 10 mấy. Rồi, 600 ngàn đồng bao trọn bộ phí ship nha, 19G. Clip này em được hai cây nha. Rồi, cây 20G cũng là mua thái nha cô chú bác anh chị. Chiều cao em báo khoảng 1 mét đi ha, tàn ngang khoảng 40. Mua thái ha. Rồi, tổng hình thân cây em báo tại vị trí này là 8. Rồi, một cây như thế này là 600 ngàn đồng, em giao lưu toàn quốc nha, mã số 20G. Số điện thoại của em là 0939700449 ha, cây thuần chậu nha. Mã số 21G đây là cây mai thái đỏ nha. Mai thái đỏ thì nó không có nhiều đại trà ha cô chú bác anh chị. Clip này em được 2 cây nữa ha. Chiều cao của cây nha, 60. Ngang của cây là 38. Mai thái màu đỏ tươi nha. Mấy cái kia thì có đại trà, còn cái này thì có ít ha. Lâu lâu mới có một lô nha. 21G. Cái này một cốt thôi nhưng mà nó chưa thoát thân cao ha. Tại cái này là cái nhánh của nó nha. Đó, còn ở dưới chắc khoảng ngón tay giữa của em nha. Dầm kỹ giùm em ha. Đó. Cái này chậu mũ nha, em ship đi ha. Mẻ bể thì mong cô chú anh chị mình thông cảm nha. Tại vì nó có mẻ sẵn rồi nè. 21G. Rồi cây này em giao lưu với giá là 500 ngàn đồng tận nơi nha. Mã 22G. Rồi cây này cũng giá 500 luôn nha cô chú bác anh chị. Màu đỏ tươi ha. Rồi chiều cao cây 52. Tổng tán ngang em đo là 43. Hiện tại cây còn nụ khá nhiều nha. Này cũng dạng như thân gỗ ha. 22G, cây này khoảng ngón tay trỏ của em nha. Và giá cũng là 500 ngàn đồng ha. Này cũng cho hoa quanh năm nha cô chú bác anh chị. Cam, vàng rồi thì có nhiều. Còn đỏ đỏ thì đỏ này thì lâu lâu mới có một lô. 22G, giá 500. Rồi 23 là cặp mai thái vàng bơ nha. Đó. Chiều cao. Cao em đo là 36, cũng là tượng trưng của hai cây luôn nha. Tàn thì là 30. Đó. Đây, cái màu khá là tươi đẹp ha. Đây, bên đây thì nụ đặt kín cây luôn nha. Này là cũng là tự nhiên tới đợt nó nở thôi chứ nó không phải là mình xử lý thuốc thang gì đâu nha. Đó. Mình thân khoảng con tay trỏ. Này không tới đâu. Cặp 23 này em giao lưu một cặp nha, giá 400 ngàn đồng nha. Rồi một cặp cuối clip của em 24. Cái này là màu cam nha cô chú bác anh chị. Chiều cao tượng trưng của hai cây nha, 45. Tàn ngang cây là 40. Đó, cái nụ của cây nè, đẹp ha. Đây là nở ra nè. Đó. Cái này không có trái nha. Chơi bông, thân gỗ ha. Rồi, một cặp như thế này cũng là 400 ngàn đồng. Còn hoành thân thì khoảng ngón tay giữa em nha. Cái này một cốt rõ rệt và cũng khá hơi thân lớn hơn cây vàng kia. Rồi, 400 ngàn đồng bao trọn bộ phí ship mã 24G. Em rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị mình gần xa trên toàn quốc ha. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn lại những clip tới trên kênh LTK Bonsai.